Kết thúc những năm tháng dùi mài kinh sử tại trường trung học, cánh cửa đại học mở ra như một chân trời mới. Đó bạn được tiếp thu những kiến thức mới, có thêm những mối quan hệ xã hội thú vị, được trải nghiệm một cuộc sống mà bạn có thể chưa bao giờ được trải qua, tự lập hơn, tự do hơn, nhưng cũng nhiều cái. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng với con người, với một người sinh viên lại càng không. Cơm, áo, gạo, tiền, những gánh nặng vật chất luôn đè nặng trên đôi vai của các bạn và cả gia đình các bạn nữa. Không chỉ là vật chất mà còn là sự thiếu thốn về tình cảm khi xa gia đình và tập sống tự lập. Ông bà ta xưa vẫn có câu, vạn sự khởi đầu nan, quả không sai. Sinh viên xa nhà, rời khỏi mái ấm nghĩa là bạn đã đi ra biển lớn, một mình bơi trên sóng gió mà đi, tự thân mình phải biết lo lắng, chăm sóc bản thân, biết tự học không cần ai đốc thúc, biết tự vươn lên sau những vấp ngã, mệt mỏi cuộc sống. Nếu không có một bản lĩnh vững vàng, một lý tưởng sống đẹp, bạn sẽ dễ sa ngã vào những cạm bẫy, trượt dài trên những thất bại. Nhiều bạn sinh viên vì muốn kiếm thêm thu nhập phụ giúp cho gia đình mà lo đi làm thêm, bỏ bê việc học. Nhiều bạn nhẹ dạ cả tin trở thành đối tượng béo bở cho những kẻ lừa đảo. Có bạn vì chạy theo đồng tiền đã làm không ít nghề trái với đạo đức, làm tha hóa nhân cách con người. Đại học không chỉ là dấu mốc ghi nhận thành quả sau 12 năm dùi mài kinh sử của các bạn học sinh, mà đó còn là mốc son cho giai đoạn mới. Tự bản thân bạn phải biết cân bằng cuộc sống của mình. Bạn là ai? Bạn mong muốn gì? Bạn cần gì? Câu trả lời nằm ngay trong chính con người của bạn. Bạn tự do hơn, bạn trưởng thành hơn, và bạn có nhiều đam mê sống hơn. Tuổi trẻ là những con người với những ước mơ và khát vọng. Họ là những chàng trai, cô gái mặc chiếc áo mùa hè xanh, thanh niên tình nguyện, hay là những chiếc áo cử nhân với giọt nước mắt hạnh phúc. Trẻ, tài năng và bầu nhiệt huyết của các bạn được bộc lộ rõ nhất. Đi nhiều, làm nhiều và trải nhiều là cơ hội để các bạn tìm kiếm được chính mình, để bạn hiểu thêm được cuộc sống và mang lại cho mọi người những điều tốt đẹp hơn. Mang trên mình chiếc ba lô hành trang chất chứa đầy những kiến thức mà bạn đã tích lũy được trên giảng đường, để rồi bạn có thể tự tin đứng vững trên con đường bạn đã chọn. Đừng để tất cả trở nên vô nghĩa, hãy tự có trách nhiệm với chính mình, bạn nhé. Thứ ba là các bạn nên tham gia các hoạt động của trường, của lớp, của khoa, vì có những hoạt động đó sẽ giúp các bạn có thể phát triển hơn khả năng. Và lời khuyên cho tân sinh viên thì mình có lời khuyên là khi đối với những bạn sinh viên mà mới vào thành phố thì các bạn nên tham khảo ý kiến hoặc ý kiến của những bậc đàn anh đàn chị đi trước mình, để họ ít nhìn họ có những kinh nghiệm để có thể họ truyền lại cho mình. Và cái thứ hai là các bạn nên cẩn thận, bởi vì mình nghĩ là có trong này thì có khá là nhiều cạm bẫy, đặc biệt là với những sinh viên còn nay ta mới vào chân ướt chân ráo như là những các sinh viên